chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ bảy. Chúc cả nhà có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ, có một ngày cuối tuần thiệt là ấm áp bên gia đình. Thì sáng nay có vị khách hỏi mình mua bông trang lá hẹ. Thì bây giờ mình quay cái clip ngắn này lại cho khách xem. Đây, cây lá hẹ cỡ này, thân một cốt, để thấp xuống làm cho khách dễ xem. Thân một cốt, thân khá là to, cỡ bằng ngón tay út. Quay hai cái cây mẫu cho khách xem. Búp búp. Đây cả nhà xem, có búp búp ở trên đọt.